cho vào bát sứ nhỏ 1 gram mỡ hoặc dầu thực vật, 2 đến 2,5 ml dung dịch NaCl. Đun này, sau 8 phút này. Kết thúc bước 1, thấy trong bát sứ tạo ra dung dịch trong suốt là sai, nó phải có lớp chất rắn, đúng không? Màu trắng nổi lên. Kết thúc bước à, đâu, từ từ, kết thúc bước 1, ừ, dung dịch trong suốt vẫn sai bởi vì mỡ thì nó không tan trong nào hết, vẫn sai. B, kết thúc bước 2, chất rắn màu vàng kết tủa dưới đáy bát sứ, chẳng có chất rắn nào màu vàng mà kết tủa dưới đáy bát sứ cả, đúng không? C, kết thúc bước 3 thì thấy chất rắn màu trắng nhẹ nổi lên trên bề mặt bát sứ, cái này đúng này. Chất rắn màu trắng đây là xà phòng này. Kết thúc bước 3 thì thấy chất rắn kết tủa dưới đáy bát sứ là không có. Vậy mình chỉ có một phát biểu đúng thôi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá.